xấu xấu chút xíu. Không còn công việc đúng không? Dạ. Dạ. Các bạn có thấy chữ gì ở trên cái đội tôi không? À, đúng không? Tại vì chúng tôi đứng lai hàng chút. Chúng tôi muốn thay đổi phong cách. Tôi đi tìm bên thân nam bạn như là Hàn Quốc nè. Làm sắc tình cảm Hàn Quốc thêm nhau lên rồi. Và các bạn có thấy là cái hình mà chúng tôi định nghĩa là cái gì không? Tôi nghĩ là trên Facebook á, mỗi lần ai tan vỡ cũng dễ trái tim. Mà trái tim á là nó nước, cái này là tôi giá lời nó khác cái trên Facebook. Thì ý nghĩa của chúng tôi gọi nhận dụng của chúng tôi muốn lan truyền cho các bạn á qua bức hình này, có nghĩa là mỗi người á, chúng ta muốn được người khác yêu thương thì chúng ta mỗi người đóng góp một chút sự nhịn nhục vào trọng thì chúng mỗi người. Vì một chút sự nhân vật của chúng ta mà giữ được chúng ta sự yêu thương lâu bền. Các bạn có đồng ý không? Nếu các bạn không có nhìn nhục với nhau, các bạn còn chơi với nhau lâu được không? Không đúng không? Đúng không? Giờ ok các bạn. Khẩu hiệu của chúng tôi á, hôm nay á, muốn truyền cho các bạn đó là chúng ta, mỗi người bỏ ra một chút yêu thương, một chút nhìn nhục thôi, các bạn sẽ đoàn kết. Cũng như là trong quá trình các bạn đi chơi, các bạn chỉ cần bỏ ra một chút nhận dụng thôi, chẳng hạn như anh này đụng bạn này, tôi xin lỗi, các bạn sẽ được sự yêu thương. Như sau đó chúng tôi và sau đây chúng tôi đặt chỗ này luôn, cái xin lỗi lên. Chúa yêu tôi nên tôi nhận 1, 2, 3, không có dụng.